Tuần thứ 30, mùa thường niên thứ 3. Hạt cải lớn lên và trở thành cây to. Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 18 đến câu 21. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Nước Thiên Chúa giống như cái gì, và ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó. Người lại phán rằng: Ta sẽ so sánh nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối bột đều dậy men. Suy niệm: Nước trời là một điều cao cả, vượt xa trí hiểu của loài người, nên Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh rất cụ thể để diễn tả nước trời. Nước trời như hạt cải, tuy bé nhỏ nhưng rất mạnh mẽ. Nó có thể nâng cả tảng đá to hơn nó gấp trăm lần để vươn lên nảy mầm. Nước trời không thể thấy bằng mắt thường, nhưng nhờ đức tin, người Kitô hữu có thể nhận ra sức sống của nước trời đang lớn lên mạnh mẽ giữa lòng đời. Chúng ta hãy góp phần gieo giải hạt giống nước trời trong cuộc sống hàng ngày bằng lòng nhân ái, sự tha thứ, tình yêu thương và quảng đại. Lạy Chúa, xin cho mỗi người trong gia đình chúng con có một niềm tin để nhìn thấy nước Chúa, để chúng con góp phần vào việc mở mang nước Chúa tích cực hơn.